Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra, cách dò được tín hiệu của cái bo mix hoặc là bo nói chung là toàn bộ bo mixer trên âm ly ha. Thì hôm nay thì cái bo của mình á, bo này bo của mình chế vô lo kẹo kéo này thì nó đã gặp một cục chặt là không có ra được tín hiệu. Đấy. Không có ra đường ha, không có ra được. Thì từ mic cắm vô đây thì nó ra cái đường rào ra bên đây, nhưng mà bây giờ nó không có ra mọi người đó, nó không có ra. Bây giờ mình phải dò tín hiệu coi nó đứt ở chỗ nào để mình biết đường mà xử lý, chứ bây giờ mình không biết nó hư chỗ nào mình mò là chết luôn. Bây giờ mình sẽ mò, mình sẽ ra từ từ coi nó đi tới đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ cần những thứ như sau. Thì cái máy trên đây thì các bạn cũng đã thấy từ lâu rồi, thì cái máy trên đây để mình dò tín hiệu đây. Đấy. Thì bây giờ mình đã lấy cái tín hiệu từ cái máy tính xuống nè. Mình sẽ cấp cho cái bo mixer này, cái bo mix này để mình lấy cái tín hiệu dò thử. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mình xử lý như thế nào ha. Thì mình có một cục dây đây. Dây này là dây dò nè ha, dây chích tín hiệu dò tín hiệu á. Thì mình sẽ cắm vào một cái đường tín hiệu trên máy của mình. Đó, cái máy này mình cũng đã giới thiệu từ lâu rồi. Các bạn quay về những video trước các bạn thấy ha. Thì bây giờ này, test âm ly nè, có nghĩa là cái đường này tín hiệu đang chờ nè, cái đường in này là tín hiệu đang chờ nè. Thì mình chích ở đâu là ở đâu có tiếng nhạc ở đó sẽ phát ra. Đó, mình bật lên trên thì để mình nghe nhạc này, bật xuống dưới để mình test cái đường tín hiệu này nè. Đấy, bây giờ mình thử cái đường tín hiệu nè, này đấy các bạn nghe không đó. Thì mình chích chỗ nào mà có nhạc là nó sẽ kêu rồi. Ok, thì nó có hai đường đây, một cái là kẹp mát này, còn cái mình chích tín hiệu ha. Thì bây giờ mình sẽ chích vô cái đường chỗ nào mà có tiếng nhạc. Để trước tiên mình sẽ cần một cái đường dây nữa đây, mình sẽ cấp cái đường tiếng vô cho cái bo mix này ha. Ok, thì bây giờ mình cần cấp đường tiếng thì mình sẽ lấy tiếng từ cái máy tính xuống và mình chuyển qua một cái AV ra rắc 6 ly ha. Bây giờ mình cắm vô đây để mình lấy tiếng nhạc để mình dò thử. Rồi ok, thì mình sẽ vô máy tính, mình bắt một khúc nhạc nào đó. Đây, có một khúc nhạc rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử trên máy mình có chưa nè. Đây, máy có rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật xuống để mình lấy tín hiệu truyền vô cái bo này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ dò. Đâu rồi, đây. Thì cái cọng này mình sẽ kẹp mát ha. Đây. Cái chỗ mà con 458 cái con 7805 này nè, cái lưng của nó là mát này, mình sẽ kẹp đây. Lấy đường mát. Và mình sẽ dò từ từ này. Đấy. Đây. Thì cái bo mít này như bo nào cũng vậy hết á. Bo đời mới thì không biết, còn bo đời cũ á, thì nó sẽ như thế hết. Đấy, thì các bạn sẽ lấy từ cái chân. Đâu rồi? Đây. Đây cái chân này ha. Đấy, cái con IC này nó xử lý xong nó sẽ cho ra đây. Đấy, tiện lơ qua ấy dặn nhỏ xíu nha. Rồi từ cái IC này xử lý xong là sẽ cho ra tiếng ở đây. Đấy, mình dò nha. Ở đây có tiếng rồi, mình sẽ bỏ cái con IC này ra. Con IC này đã ổn rồi, thì mình sẽ dò theo đường mạch này. Đấy, có đi đâu nha. Đây, mình sẽ nhìn ra bên ngoài cho nó dễ nhìn. Rồi dò từ đây qua đây, đường mạch nó đi đâu đây. Cái này các bạn phải chăm chú khi bạn mới dò mới ra đường tới đây. Đấy, có tiếng ha. Qua đây. Đây. Rồi nó sẽ qua đây. Vô nguy C. Đó. Vô chân số 3 của IC là in nè. Thì aura nè. Đó. Số 1 nè. Coi IC này ok nha. Vô bên đây. Thì các bạn cứ dò đại đi. Dò, các bạn dò nhiều quá rồi biết đường mạch nó đi thôi. Thì cái này không có đụng vô là sửa liền được đâu. Các bạn phải dò cái đường nó coi đứt ở đâu. Bây giờ á thì mình không có biết cái đứt ở đâu, mình sẽ dò từng mạch một. Từng đường ngọt tới đây rồi, phải không? À, qua đây. À, ok. Qua đây. Đấy, qua đây lại.
Khúc này có tiếng rồi nè. Đấy thì các bạn phải dò qua bên đây lại. Đó. Thì các bạn cứ chích đại đại chỗ nào mà thì nói chung là các bạn phải dò đường mạch và coi nó đi đâu. IC này xử lý xong, nó sẽ cho qua đây. Đấy. Qua đây ha. Ở đây thì các bạn phải dò đường này. Đấy. Giờ chích đường này nè, nhưng mà con IC cuối cùng này là chân số 1 nó có hay không? Số 3 nè. Số 2, đấy. Mất không? Đấy, ở đây. Ở đây ok, qua bên đây. Thì các bạn coi cái chân này đi đâu nè, là cái chân này nó con điện điện trở qua đây. Đấy. Qua đây có không? Xong, ở đây có tụ. Tụ qua đây. Đấy, chuyển cái hiệu qua đây. Qua đây. Cái này tụ nữa nè, qua đây nè ha. Đường tiếng ở đây ok phải không? Qua đây lại. Con này là con tụ này. Qua đây. Đấy, mất không? Các bạn thấy mất không? À, không còn thấy nữa đây. Thấy. Thấy giờ lên đi. Rồi. Thì ngay con tụ này ha, con tụ này chắc tróc chân quá. Để các bạn xem nè, nhìn sơ là không biết luôn rồi. Thì các bạn phải dò đường mạch đó, thì cái con tụ này chắc bị hỏng chân á, thấy được một lỗ rồi nè. Thì các bạn phải, các bạn nếu như mà các bạn nhìn hết toàn diện á thì các bạn không để ý được đâu đó, các bạn không có để ý được cái chỗ đó nó hư đâu. Các bạn phải dò ra từng chỗ một. Nếu như mà các bạn không có cái máy này, cái máy này thì tự chế thôi chứ không có sẵn, không có ai bán đâu mọi người ơi. Máy tự chế thôi đó, thì nếu như mà các bạn không có cái máy này á thì các bạn lấy cái tín hiệu từ cái loa âm ly gì xuống dò tín hiệu cũng được đó, dò tín hiệu trời như mình cũng được. Và nếu như không có máy này, một cách khác nữa là các bạn phải dò, nếu như mà nó có hỏi hở chân, nếu mà có hỏi chân như mình á thì các bạn mò bằng mắt thì nó ra. Nhưng mà khi mà nó chết linh kiện, ví dụ như con tụ này nó chết luôn nè, nó không phải là hở chân, nó chết luôn, thì các bạn không biết được. Không lẽ các bạn tháo từng con kiểm tra đâu mọi người. Các bạn phải dò chân đó, chân in nó có nè, ao nó không ra nè, là nó biết con tụ này. Bây giờ mình dở lên coi nó có chóc hay không nè. Đó, cái này mình đang ráp, mình tranh thủ mình đang ráp, mình tranh thủ mình quay lại lên chia sẻ cho mọi người luôn. Đây, đây nó có con tụ nè. Đây mọi người, đây nó hở chân rồi nè, coi nhìn nè. Đây, lấy nét cho mọi người nha. Đấy mọi người thấy chưa, hở một tí thôi nè, đúng không? Đè xuống nè, đè xuống mình sẽ hàn lại. Trời ơi. Thì cái mạch này á, đang ráp cho cái anh đặt lo 2,5 tấc 4 triệu trên Zalo ha. Thì đang ráp cho anh, nhưng mà cái bo này nó chắc là đè lên đè xuống nó bị hở linh kiện á mọi người. Đó, thì tranh thủ quay chia sẻ cho những ai chưa biết. Còn nếu như mà ai biết rồi á, ai biết rồi mà thợ nào lành nghề á, biết rồi mà làm cách khác á, thì cũng bỏ qua cho mình nha. Chứ vô ném đá là chết luôn á. Tại vì mỗi thợ mỗi kiểu mọi người ơi. Mỗi thợ mỗi kiểu làm. Đó, cái kiểu này á là mình học từ sư phụ mình hồi 2-3 năm nay rồi. Sư phụ mình á thì lấy cái tivi dò tiếng chứ không có cái máy như mình. Và mình thì có thời gian á thì mình chế cái máy. Còn sư phụ mình thì làm tối ngày không có thời gian chế. Đó. Thì cái máy này mình để nghe nhạc nè, và để dò tín hiệu này, để phát âm thanh này. Đó. Nói chung là mấy cái cần thiết của thợ là có trong đây hết, đầy đủ hết. Đấy. Và cái chức năng bấm test đầu mối luôn nè. Đó, mình thấy chưa? Chức năng nào mà thợ cần là có đầy đủ hết trong cái máy này. Và mặt đất luôn nè. Đây, các bạn thấy động mặt đất chưa? Đấy. Ghê chưa? Rồi, thì cái ban bệnh này á, thì mình cũng đã chia sẻ với mọi người ha. Đấy, thì cũng đã chia sẻ với mọi người. Thì ai mà thấy hay á, nên hay và bổ ích á, thì like và subscribe kênh của mình. Đấy. Thì bây giờ mình khỏi nói nhiều, bây giờ mình sẽ hàng mình test luôn. Mình sẽ hàng mình test cho âm thanh nó ra luôn ha. Rồi, thì dựng cái gimbal lại. Ok. Ok, thì mình sẽ hàng lại nha. Tắt quạt được quá. Tại vì mở quạt là các bạn nghe xè xè mọi người. Phải tắt quạt thì tiếng nó mới không có bị nhiễu, không có bị tạp âm. Còn mà quay điện thoại mà để
có quạt nó nghe ghê lắm xe này. Đấy, thì bây giờ mình đã hàn chân lại rồi nè, bây giờ mình test lại nè. Thì như các bạn đã biết nè, cái chân đây ba chân này nè ha. Đấy, không đây, chân đầu tiên nè là chân cộng nè, nguồn cộng nè, chân thứ hai là mát nè, chân thứ ba là trừ nè, và chân thứ tư là led đó, chân thứ năm là rai nè, là đường hai cái đường ao ra đó. Còn mà chân kế tiếp là cái chân echo, lấy tiếng echo ha, và cái chân sau này là cái chân ghi âm nè. Ai nhầm, cái chân cuối cùng là chân echo mọi người. Ai nhầm rồi, bây giờ mình sẽ gõ tiếng lại nha. Đây cái tiếng vô nè ha, đấy rất xa, rất sáu ly vô nè, có tiếng không, và xử lý coi xe này ra tiếng có tiếng đó, tiếng nó lớn hơn, nó xử lý xong là tiếng nó lớn hơn. Rồi do là cái chỗ mình sửa hồi nãy nè, còn dần là còn đọc là còn nhớ đấy, trời quảng cáo mà. Thì cái máy này mình đã giới thiệu lâu rồi, để các bạn nào mà để ý mà theo dõi kênh của mình sẽ biết cái máy này. Để bây giờ mình sẽ dò cái đường hai cái đường ra luôn nè, để cho lẹ nè. Đấy bây giờ chưa ra nha, để chích hai đường ra nè. Giờ chưa ra đâu, tại vì mình chưa lên âm lượng đó, là mình lên nè. Đấy, phát được nè. Có gì chưa luôn rồi, thấy không? Nghe có gì co. Đó mọi người thấy nghe có gì chưa? Mấy chưa nhiều nữa không? Chân số 2 nè. Đấy. Và chân cuối cùng nè. Chân cuối cùng là cái chân lấy tín hiệu echo mọi người. Cái chân cuối cùng mà không có tín hiệu ra là cái echo nó sẽ mất. Đấy. Các bạn ý nha. Rồi. Thì video giới thiệu của mình. Thế là loại nhầm. Video cái video hướng dẫn của mình đến đây cũng xin kết thúc ha. Thì làm video giới thiệu hoài, ít khi nào mà làm video giới thiệu, làm video hướng dẫn đó mọi người. Tại vì kinh nghiệm mình không có tới đâu hết trơn á. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi ai mà chưa biết thôi, còn mà biết rồi thì thôi. Đấy. Rồi bây giờ thì các bạn đã xử lý xong, và các bạn nào thấy hay thì like subscribe kênh của mình, và để cho mình một like để cho mình có động lực làm thêm nhiều video khác hay hơn nữa. Đó. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye.